cho mọi cứ này chậm nha, vừa chạy vừa quay luôn á. Qua đây đi, đường này Rồi quay đi đâu? qua đi, đó anh cầu anh kia mà. Có quay cầu không? Anh cứ chạy đi, cầu thì quay cảnh lúc mà. Cầu này là một trong điểm nhấn này của thành phố đó. Anh kia tôi quay tùm lum. Hôm qua là tôi dẫn đường đấy, xong và tới hù vậy vậy. Ừ, thế thế đâm ra là hôm nay quay, mà ông sắp xếp giờ nào ông quay á? Tiêu biểu hôm qua này quay qua cái nhà rông cái không, nhưng mà cái nhà rông này nó sẽ gắn liền với câu chuyện của cây cầu này, cái làng. Ủa cái này là đây là của số nhà rông phải không? Vẫn là của số con. Lên hai bên hông nè. Dạ không? Tôi hỏi lại sao? Kệ cứ quay. Giống quay tư liệu để dành quá. Thực ra này này, đúng ra là không một mái nhà rông nào giống một mái nhà rông nào. Lát nữa thì tôi thích thì tôi vào sẽ vào trong tham quan. Thôi đi 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 vô trong thì để xứ ở cái xứ của cậu bay yên cũ. Thank you.
thương vương tội. Có phải kêu xe chạy qua không? Kêu ông Lê chạy qua nhé. Ờ, cho nè. Chạy theo hướng nào cũng được hả? Không, chạy theo hướng. Vừa mới chạy chậm thôi nha. Ủa, cái dù nó mất tiêu đi. À, không, tôi bây giờ anh quay đầu về nhà rông rồi anh chạy từ 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 thật chậm chạy qua cầu lại á. Chạy hộ em cái cho nó có. Dạ vâng, cho nó có không khí. Làm xa với chị Hương nên là muốn làm cho nó hoành hoành tái tràng gì. Chú đúng không? Nó để dịch ra thôi chứ không có động gì đến nhé. Xa rồi. Quay rồi. Quay rồi. Phim này tôi cũng kỳ vọng lắm á. Đâu? Ông nói chuyện, ông gặp ai, ông cũng tám với ông Trung. Hả? Ông gặp ngại á. Không, bên này với cái lần họ không có gì phía trước, không có thấy. Có cái cảnh ông ấy quay đi qua đây rồi, đúng là thôi. Cái xe quá mới đẹp. Rồi. Biết rồi ba. Khổ quá. Rồi.